thần chó đầu rùa, quả báo của việc phá giới. An Huy sở hữu về tỉnh An Huy, Trung Quốc, nhưng chúng ở đây hầu hết đều ăn chay giữ giới. Ở đó có hai người phụ nữ là cô Đinh và cô Vương cùng nhau thành lập hội quán âm đại sĩ. Cả hai đều ăn chay trường kỳ và giữ giới không sát sinh. Người phụ nữ họ Đinh ăn chay rất kiên thành, cần cù tận tụy, suốt 30 năm chưa hề dám lơi lỏng. Thỉnh thoảng cô ấy đi ra ngoài, nếu như không tìm được thức ăn chay, thà là để bụng đói chứ nhất định không phá giới. Hễ gặp bất kỳ việc gì sát sanh hại mạng, tất cả cô đều giữ giới sát, không làm. Ngày thường trong tuần đều một lòng lễ Phật, chuyên tâm rèn luyện, tu sửa bản thân, trong lòng không có một chút tạp niệm. Người phụ nữ họ Vương kia ăn chay cũng rất thanh tịnh, phàm là các món ăn chế biến từ thịt tươi sống và các loài động vật thì đều kiêng kỵ. Nhưng mà quan điểm của cô và cô Định lại có sự bất đồng lớn. Cô Vương chỉ phát nguyện tự mình ăn chay nhưng vẫn đi làm giúp việc cho người khác và cũng không có giữ giới. Chị Vương có ở nhà không? Tôi đây, là ai thế? Chị Vương à, hôm nay tôi lại phải làm phiền chị rồi. Thế nào nè, có chuyện gì? Hôm nay nhà tôi có khách đến chơi, tôi muốn làm phiền chị đến nhà giúp tôi bày biện một bữa tiệc rượu đó mà. Là việc này hả? Được thôi, không thành vấn đề. Vậy thì cảm ơn chị nhiều. Người phụ nữ họ Vương rất giỏi nấu nướng các món ăn, thường xuyên có người mời cô ta đến phụ giúp nấu ăn hoặc bày bàn tiệc, mà cô ta cũng nhân cơ hội này để khoe tài nấu nướng của mình. Nhờ vậy mà cũng kiếm được không ít tiền. Chị Vương ơi, món cá đã sẵn sàng chưa? Cá ở trong nồi rồi. Chị Vương, hôm nay may mà có chị đó nha. Khách cứ đều rối rít khen tay nghề nấu ăn của chị rất là tuyệt, món ăn dọn lên đều rất hấp dẫn, lại rất hợp khẩu vị nữa. Đã bận rộn cả một buổi trưa rồi, chị mau ăn chút gì đó đi. Chị cũng biết là tôi ăn chay mà. Tôi biết chứ. Cho nên tôi đã đặc biệt chuẩn bị sẵn sàng mấy món chay cho chị rồi nè. À đúng rồi, chị Đinh cũng đang ở đây. Chị ấy cũng là người ăn chay, giờ hay hai người có thể cùng nhau ăn cơm. Chị làm sao vậy? Chứng bệnh nhức đầu lại tái phát, đã đau lâu lắm rồi, cứ cách 2-3 ngày lại phát đau một trận. Chị xin xíu chị hãy nghỉ ngơi một chút. Chị nằm xuống đây nghỉ đi, để tôi rót cho chị một ly nước ấm. Mình ăn chay, chị ta cũng ăn chay, vậy tại sao mình thì thường hay sanh bệnh, mà chị ta thì lại bình an, chẳng có chuyện gì chứ. Người phụ nữ họ Vương ấy thì vậy mà sanh ra ghen ghét, lấy thịt gà xé nhỏ rồi lén trộn vào thức ăn của cô Dương. Chị cảm thấy đỡ hơn chưa? Uống chút nước đi cho ấm. Không cần đâu, tôi đỡ nhiều rồi. Không có việc gì nữa, chị mau đi ăn cơm đi. Được rồi, chị người khỏe rồi mau đi ăn cơm nha. Được rồi. Chị bị làm sao vậy? Chị ta ăn chay giữ giới, dù bị tôi phá hỏng nhưng bản thân vẫn rất mạnh khỏe. Tôi giữ giới ăn chay thanh tịnh trong sạch, nhưng trái lại vẫn không ngừng sanh ra bệnh tật. Phật Bồ Tát có linh ứng hay không chứ? Cô Định ăn phải miếng thịt gà nhưng vẫn không hề hấn gì. Nhưng trái lại, cô Vương vốn dĩ không ăn gì hết thì lại nôn mửa không ngừng. Cô Vương lúc ấy cũng không hề hiểu rằng quả báo đều là do chính mình gây ra, mà lại nghi ngờ rằng ăn chay là vô ích. Từ đó quyết định thôi không ăn chay nữa, trở lại ăn mặn. Chị Vương à, phan chảy, đừng phá giới như vậy. Công đức có được không phải dễ, như nghĩ phạm chẳng phải là đáng tiếc lắm hay sao? Người trên thế gian không thể tránh khỏi bệnh khổ, phải chịu đựng khó khăn khổ sở, đều là vì những tội lỗi đã gây tạo trong quá khứ. Hãy tin tưởng những điều này đã có Phật Bồ Tát sắp xếp an bài cả rồi. Đời này ăn chay giữ giới, không giết hại chúng sanh. Sau khi mạng báo, thân sẽ giảng sanh về cõi Cực Lạc, an lạc thảnh thơi biết chừng nào. Xin chị hãy hoan hỷ nghe lời khuyên của tôi, chớ để bị ô nhiễm. Phật Bồ Tát chẳng nghi nghiệm gì cả, điều đó đã quá rõ rồi. Nói cái gì mà chết rồi sẽ được giảng sanh về cõi Cực Lạc, tất cả đều là giả dối. Tôi trì trai giữ giới hơn 30 năm, tuyệt đối là không chút sai sót. Thường thấy người khác ăn thịt uống rượu, vậy mà may mắn bình an. Từ đó mà nói rằng giữ giới có phước báo, há chẳng lời hư dối hay sao chứ? Tôi đã quyết định rồi, từ nay sẽ chẳng trì giới ăn chay nữa đâu. Từ đó cô Vương phá giới, trở lại ăn thịt như xưa, bất kể là động vật gì, hễ có là ăn ngay. Thế nhưng bệnh tình của cô ấy quả thực mỗi ngày một tốt lên. Lúc đó trong lòng cô tự nghĩ là nhờ mình tự hủy phá giới, nếu không thì đã chết lâu rồi. Hôm nay có thể khỏi bệnh đều là nhờ sự bồi bổ dinh dưỡng trong thịt động vật và các món mặn. Từ nay về sau phải nên lựa chọn các món bổ dưỡng. Sau này, cô Vương nghe nói ăn thịt chó có thể tráng dương, thịt rùa có thể bổ thận. Vì vậy, đã nhờ người tìm mua và giết mổ ăn thịt để bù đắp lại sự thiếu thốn lao lực trong mấy năm qua.
cô còn dùng bộ da chó để làm tấm đệm trải giường, lại còn nghe nói mai rùa có thể trị bệnh phong thấp nên đã đem về đặt lên đầu giường. Trời ơi, sao lại biến thành như thế này? Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tấm da chó trải giường đã dính luôn vào người cô Dương, không tài nào gỡ ra được. Cái mai rùa cũng dính luôn trên đầu, làm cách nào cũng không lấy xuống được. Thế là cô ấy liền biến thành một người quái dị, thần chó đầu rùa. Mặc dù nói là bình thường, nhưng đi bộ ở ngoài đường vẫn bị mọi người chỉ chỏ trêu chọc. Sống như vậy một thời gian rồi cô cũng qua đời. Trai giới ở trong tâm mới là gốc rễ, trai giới ngoài miệng chỉ là phần ngọn. Trai khẩu chỉ có thể giữ thân, phải giữ gìn trong sạch cả tâm thì mới có thể thành Phật. Mong tất cả mọi người nhất định phải kiên chú vào phần gốc rễ, lại cũng phải chú trọng cả phần ngọn nữa thì mới có thể đạt được tới chỗ rốt ráo viên mãn hoàn toàn. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.